kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình huyện núi Thành phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổ chức chương trình Aqui Ban chung tay vì người nghèo, nông dân huyện núi Thành chăm sóc lúa vụ đông xuân 2011 2022 Trong chương trình có phóng sự núi Thành chăm lo tết cho gia đình chính sách người nghèo trong dịp tết nhân dân 2022. quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam vừa trao quà Tết nhâm dần 2022 cho học sinh nghèo ở huyện Núi Thành. Có 5 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là con em của đoàn viên công đoàn ở huyện Núi Thành, được Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam Phan Xuân Quang trao quà Tết nhâm dần 2022. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng là nguồn động viên chia sẻ khó khăn cho học sinh, con em của đoàn viên công đoàn để các em vui xuân đón Tết nhâm dần 2022, học tập tốt hơn trong năm học 2021-2022. Thực hiện chủ trương không để người dân thiếu đói trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ngân hàng Agribank chi nhánh núi Thành vừa tổ chức chương trình Agribank chung tay vì người nghèo xuân nhâm dần 2022. Tại buổi lễ diễn ra chương trình có 50 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện được nhận quà của chương trình Agribank chung tay vì người nghèo xuân nhâm dần 2022. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng là nguồn động viên sẽ chia khó khăn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để họ vui xuân đón Tết nhâm dần 2022 trong niềm vui mừng phấn khởi. Ngoài hoạt động kinh doanh, ngân hàng Agribank chi nhánh núi Thành còn làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, tổ chức nhiều chương trình chung tay vì người nghèo mỗi khi Tết đến xuân về. Phòng giáo dục đào tạo huyện núi Thành phối hợp với quỹ Kagyu Care thuộc tập đoàn Kagyu Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Builder Việt Nam đơn vị thi công vừa tổ chức lễ khách thành và bàn giao trường tiểu học Trần Đại Nghĩa ở xã Tâm Hòa, huyện Núi Thành. Trong năm tháng xây dựng, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành và đội ngũ thợ tay nghề cao của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Builder Việt Nam ngày đêm bóng công trình để thi công. Đến nay, ngôi trường đã hoàn thành các hạng mục gồm 5 phòng học và bếp ăn đều được xây dựng hết sức khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Tổng kinh phí xây dựng ngôi trường hơn 2 tỷ đồng. Đây là ngôi trường thứ tư mà quỹ Kagyu Care tài trợ xây dựng tại Quảng Nam và thứ 104 xây dựng ở 51 tỉnh thành phố trên cả nước, phục vụ tốt dạy học cho 15.500 học sinh. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn Kagyu Care Việt Nam còn làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ xây dựng nhiều ngôi trường để nâng bước em đến trường, góp phần vào nâng cao chất lượng dạy và học đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện núi thành vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2011 triển khai nhiệm vụ năm 2012 năm 2021 ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện núi thành triển khai thực hiện tốt chính sách tiến dụng ưu đãi đạt tổng nguồn vốn cho vay hơn 5.580 tỷ đồng tăng 487 tỷ đồng so với năm 2020 đạt tổng doanh số cho vay hơn 1.902 tỷ đồng tăng 149 tỷ 246 triệu đồng so với năm 2020 với 46.396 lượt hộ nghèo, cần nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn, trong đó chủ yếu tập trung vào cho vay hỗ trợ tạo việc làm, sản xuất kinh doanh tại các vùng khó khăn, xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường cho hộ nghèo, hộ cần nghèo vay đầu tư phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững. Bên cạnh cho vay, ngân hàng chính sách xã hội huyện núi thành còn triển khai thực hiện tốt công tác thu nợ. Trong năm 2021, đạt tổng danh số thu nợ 1.412 tỷ đồng, Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Núi Thành năm 2022. Hội Cựu chiến binh xã Tâm Hiệp vừa tổ chức đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, 2017-2022, Hội Cựu chiến binh xã Tâm Hiệp huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt công tác hội và phong trào, chương trình của hội, vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế của địa phương phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ hiến hơn 300 mét vuông đất xây dựng đường giao thông nông thôn đóng góp hàng trăm ngày công lao động sửa chữa cây mương nội đồng nhiều hội viên cựu chiến binh trong xã xây dựng được doanh nghiệp trang trại gia trại tổng hợp hoạt động hiệu quả giải quyết việc làm cho nhiều lao động có thu nhập 3 đến 5 triệu đồng trên người trên tháng hội cựu chiến binh xã triển khai thực hiện tốt các phong trào như chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau tham gia tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, các phong trào hoạt động của địa phương góp phần xây dựng quê hương Tâm Hiệp địa bàn nằm trong vùng trọng điểm của khu kinh tế Bởi Chu Lai, ngày một không ngừng phát triển đi lên trên con đường xây dựng xã phát triển mạnh về công nghiệp. Đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 đúng cơ cấu, thành phần, số lượng. Đại hội thông qua nghị quyết đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ xã Tâm Hiệp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự thống nhất cao của đại biểu dự đại hội. Xã Tâm Mỹ Tây Huyện núi Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, xã Tâm Mỹ Tây Huyện núi Thành triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã xây dựng nhiều mô hình như đội dân phòng, tổ hòa giải, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Trong năm, nhân dân trong xã cung cấp 80 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác điều tra, xử lý đối tượng vi phạm pháp luật, triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội các ngành chức năng của xã tổ chức 80 ca tuần tra kiểm soát, có 480 cán bộ chiến sĩ tham gia, đẩy đuổi 4 điểm đánh bạc trái phép, lập biên bản thu giữ 15 bộ kích điện đánh bắt cá trái phép. Xã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hội nghị khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2011, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022. Năm 2021, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Núi Thành tổ chức lễ ra mắt hai phòng đọc sách cộng đồng ở thôn Thanh Trà, xã Tam Nghĩa và thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp. Tại hai buổi lễ ra mắt, đã thông qua nội quy của phòng đọc sách cộng đồng nhằm tạo mọi điều kiện để cán bộ nhân dân, đoàn viên thanh niên và học sinh trong thôn tham gia đọc sách để nâng cao kiến thức, nắm bắt các khoa học kỹ thuật để công tác học tập tốt, lao động sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mỗi phòng đọc sách có hơn 700 bản sách các loại, trong đó có sách thiếu nhi, văn học, lịch sử, pháp luật, kỹ năng sống, có các loại báo, pháp luật với cuộc sống, văn nghệ, mực tím, hoa học trò, thiếu niên nhi đồng và nhiều sách báo các loại khác. Nông dân huyện Núi Thành ra quân chăm sóc bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ đông xuân 2021-2022. Trong những ngày giáp Tết nhâm dần 2022, nông dân ở huyện Núi Thành vừa lo cho chuẩn bị Tết, vừa lo chăm sóc bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ đông xuân 2021-2022 với các loại giống HT1, HN6, Bắc Thịnh, TU8, TBR225, Khang Dân 18, BC6, DV108, Hà Phát 3, Đài Thêm 8. Hầu hết diện tích lúa vụ đông xuân 2021-2022 sinh trưởng phát triển tốt. Để chủ động chăm sóc và bảo vệ cho lúa, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện núi thành hướng dẫn vận động nông dân tham đồng và chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc bảo vệ lúa để phòng tránh các loại sâu bệnh và dịch hại lúa để phấn đấu được mùa lúa vụ đông xuân 2021-2022. Núi Thành chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 huyện trích nguồn kinh phí từ ngân sách 49 triệu 700 nghìn đồng, mua quà tặng cho 113 gia đình chính sách, mỗi xuất quà 500 nghìn đồng. Ngoài ra, trong dịp Tết nhâm dần 2022, huyện dành kinh phí từ các nguồn quỹ vì người nghèo, bảo trợ trẻ em, với số tiền 261 triệu đồng, mua quà trao tặng cho 922 hộ nghèo, hộ căn nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi xuất quà gồm bánh kẹo, mì chính, dầu ăn, nước mắm, gạo và tiền mặt, với chủ trương không để thiếu đói trong dịp Tết nhân dịp Tết đến xuân về là được quý cấp đã tặng cho một sức quà rất là có ý nghĩa với gia đình tôi không có gì hơn tôi xin còn ra thành thật cảm ơn của quý cấp đã ủng hộ cho gia đình trong dịp Tết nhâm dần huyện núi thành vận động các doanh nghiệp các tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách người nghèo và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam biocin doanh nghiệp tư nhân thúy Ti ở xã tam an bắc trao tặng 350 xuất quà Tết, mỗi xuất quà 300.000 đồng. Từ năm 2000 đến nay, mỗi năm Tết đến xuân về, doanh nghiệp tư nhân Thủy Ti đã trao tặng hơn 5.350 xuất quà cho hộ nghèo và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Tổng số tiền quà trị giá hơn 1 tỷ 600 triệu đồng. Các xã thị trắng trên địa bàn huyện tổ chức nhiều chương trình Tết vì người nghèo, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và các công ty xí nghiệp trên địa bàn huyện tham gia tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhận một phần quà của cấp trên, tôi rất phấn khởi trong Tết Sâm Vầy xuân năm nay. Tôi rất xin cảm ơn đến cấp trên đã quan tâm gia đình chúng tôi. Trong dịp Tết nhâm dần 2022, Hội chữ thập đỏ các cấp ở huyện núi thành phối hợp với các tổ chức thành viên của hội tiếp nhận cấp phát hàng trăm xuất quà cho gia đình chính sách, người nghèo, nàng nhân bị nhiễm chất độc da cam, điều sinh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nhân dịp Tết đến xuân về, hầu chữ thợ đỏ xã cũng được sự tài trợ chính của doanh nghiệp Thí ty cũng đã tổ chức được cái chương trình tết người nghèo và nạn nhân chất độc hình da cam thì đại diện cho cái hội chữ thành đã xã cũng như địa phương chính quyền địa phương của xã tôi xin trân trọng cảm ơn vợ chồng anh chị thí Ti đã có cái tấm lòng mà từ thiện trong nhiều năm liền để để có được món quà cho bà con vui xuân đón tết chăm lo tết cho các đối tượng chính sách người nghèo và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam điều xin trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần thể hiện tình cảm trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ nhân dân huyện núi thành các công ty xí nghiệp các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đối với các đối tượng chính sách, người nghèo và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Những phần quà trao tặng đã góp phần hỗ trợ, chia sẻ để họ đón Tết nhâm dần 2022, Tết cổ truyền của dân tộc trong niềm vui mừng phấn khởi. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện núi Thành phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.